Cũng trong sáng nay, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em, tầm soát ung thư cho phụ nữ nghèo giai đoạn 2017-2022 và triển khai ký kết chương trình giai đoạn 2022-2026. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liệu. Trong 5 năm thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo đã tổ chức được gần 800 điểm khám sàng lọc, khám cho hơn 300.000 trẻ em từ 1 đến 18 tuổi, hỗ trợ phẫu thuật cho 360 em với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Chương trình tầm soát ung thư cho phụ nữ nghèo cũng được tiến hành rộng khắp phối hợp với Trung tâm Y tế quận huyện và Bệnh viện Phụ Sản Nhi khám chữa trị cho hơn 19.000 phụ nữ nghèo. Đồng thời, Thành hội thường xuyên thăm hỏi động viên các đối tượng, vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, qua đó đem lại niềm hy vọng tương lai rộng mở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Thành hội và các đơn vị địa phương đã phối hợp thực hiện tốt hai chương trình, góp phần thực hiện an sinh xã hội, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, làm đẹp hơn hình ảnh của thành phố. Đối với hai chương trình mang tính đặc thù này, thì các cái cơ quan liên quan ở đây có cả Ban Dân vận các mặt trận tổ quốc trong quá trình phản biện của mình để nghiên cứu rà soát thêm để có những chính sách đặc thù của thành phố dành cho hai cái chương trình này. Thì cơ bản đó là đặc thù, thì mình trong cái nguồn lực khả năng sẵn có của thành phố thì cố gắng đề xuất cái chính sách đặc thù của thành phố để mà trình Hội đồng Nhân dân thành phố để chúng ta có thêm cái nguồn lực cũng như là cái cây gậy nó vững chắc hơn, kể cả về mặt pháp lý vững chắc hơn cho hai cái chương trình này. Tiếp nối những kết quả đạt được, đại diện Thành hội và các sở hội đoàn thể liên quan đã thực hiện ký kết triển khai thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, tầm soát ung thư cho phụ nữ nghèo giai đoạn 2022-2026.